Bây giờ chúng tôi xin phép trình bày tiếp tục. Trong số các nước xuất cảng hàng may mai mặt Việt Nam là được xem là một trung tâm sản xuất toàn cầu, phải đối mặt với tác động nặng nề của cái đạo luật bảo vệ lao động cưỡng bức người duy ngô nhĩ của Hoa Kỳ. Reuters phân tích dữ liệu chính thức cho biết. Phải nói, đồng bào của chúng ta những người lao động nam nữ là những cái người có thể nếu khéo tay hay làm phải nói thẳng như vậy chúng tôi nhiều khi thiếu mùa lạnh hay này kia đi ra cái tổ chức và có thể nói là buôn bán hàng hóa ở bên Mỹ này có được được nhiều người rất là thích đó là Costco, vừa giá, thưa quý vị cũng rẻ, mà hàng hóa họ nhập cảng cũng tốt. Thứ nhất là mua mà không đồng ý, trả lại rất là dễ dàng. Costco, chúng tôi cũng ra đó, chúng tôi mua một cái quần hay là một cái áo gì đó, thưa quý vị, hay là cái áo lạnh, chúng tôi thấy made in Việt Nam, nói gì thì nói, tôi biết rõ ràng cái này là cái công sản xuất của đồng bào chúng ta người việt đường mai mũi chỉ bà xã tôi bà nói anh ơi anh đưa cái kiến tôi mang cho kỹ là tôi coi coi mai có trật cái gì hay không bà khen là một cái cô giáo lớn tuổi ăn mặc cũng kỹ lưỡng mà khen như vậy là tôi rất là mừng và tôi tin lời bà xã tôi cũng như nhiều người bạn bè chúng tôi anh ơi cái nón đẹp cái cái mù, cái cái mũ cái mũ mùa này lạnh quá anh ra Costco mua thì tôi cũng thấy made nên Việt Nam tôi mừng bởi vì thưa quý vị Hoa Kỳ có những cái cơ sở như Nike hay là này này kia họ đối xử với công nhân không phải như cộng sản đối xử mà theo cái quy chế rất là rõ ràng tươi tiền lương như thế nào lên lương như thế nào làm công việc giờ giấc như thế nào giờ ăn giờ ngủ như thế nào cái chắc chắn hoa kỳ không có ép buộc công nhân nên người việt của chúng ta thứ nhất là tại thành phố hồ chí minh ở miền nam thưa quý vị hoa kỳ mướn đa số những người công nhân làm làm mướn ở Sài Gòn họ họ rất thích bởi vì cái cách làm việc theo phương pháp của Hoa Kỳ mấy chục năm hồi Hoa Kỳ à, tham gia vào chiến tranh Việt Nam thì họ cũng người Việt của chúng ta cũng cũng học được cái phương pháp làm việc đó nên hai bên rất là khớp với nhau và quan trọng nhất là cái món hàng ra họ kiểm soát rất kỹ, họ thấy công nhân Việt Nam làm ra không có bị lỗi nhiều nên, dạ yeah. hàng hóa mà Việt Nam may, may mặc vẫn không phải chỉ tôi có một số bè bạn ở bên Pháp họ cũng nói Pháp nhập cảng qua người ta cũng mua mua rất nhiều đó là một cái niềm vui bởi vì cái tốt làm cho hàng hóa và buôn bán các cơ sở lớn rất là dễ dàng tiêu biểu trong số các lô hàng may mặc và dài dép trị giá 15 triệu đô la. Thưa quý vị, Việt Nam bị ít bị ít bị à, từ chối vì cái vấn đề kỹ thuật may giá nhưng mà 80% là bị bị cái gì? Là bị hàng hóa mua từ Tân Cương nên Hoa Kỳ không cho nhập cản hay là các nước khác không cho nhập cản những hàng hóa mà nhiên liệu, nguyên liệu mua từ Tân Cương mà những cái chỗ đó mua đó thưa với quý vị cái chuyện buôn bán có thể nó có nhiều nó phức tạp lắm chưa chắc gì chưa chắc gì Việt Nam mua trực tiếp mà phải mua dòng qua phía Trung Quốc hàng hàng của Trung Quốc xuất nhập từ Tân Cương rồi qua nên khi ra thành phẩm thì hàng hóa của Việt Nam cũng bị giăng miễn bị cấm bởi cái lệnh của Hoa Kỳ. đó là cái tình hình có những cái khó khăn như vậy vượt rất là khó nên những cái tổ chức lớn buôn bán thí dụ như giá trị tỷ Nike, Reebok hay này kia thưa quý vị là họ hết sức là khó khăn bởi vì nhiều khi đồ của Việt Nam mai thì tốt nhưng mà về tới Mỹ Mỹ không cho nhập lý do là tại vì họ tìm hiểu cái gốc đó là hàng cái nguyên liệu là mua từ Tân cương. Mà mua từ Tân Kiên, cương có nhiều khi không phải Việt Nam mua trực tiếp mà thưa quý vị mua lại của Trung Quốc. Đó là một cái đường làm cho sơ sơ mà chúng ta thấy trong một cái tháng 10 tháng 4 không lắm mà 90.000 người lao động của Việt Nam bị thất nghiệp bị thất nghiệp lao động việt nam thất nghiệp thưa quý vị lao đao lận đận tội nghiệp lắm ngành công nghiệp dệt may ngành sử dụng lao động lớn nhất của việt nam sau nông nghiệp dệt may đó là một cái nền mà người, cái số người tham gia vô để mà sản xuất ra hàng quá đó, chỉ thua thấp hơn cái số đồng bào của chúng ta làm về nông nghiệp mà thôi như là lớn lắm mà thưa quý vị bởi vì muốn hay không Việt Nam cũng còn là một cái nước kêu bằng hướng nông mà bây giờ may mặt chỉ là cái ngành mà sử dụng nhân công thưa với quý vị chỉ thua nông nghiệp mà thôi ý muốn nói là rất là lớn mà lại bị kẹt nên chúng ta thấy trong có mấy tháng mà sau khi cái đạo luật của Hoa Kỳ ra thì 90.000 người chúng ta nghe nói 90.000 thì nghe nói gọn lắm nhưng mà 90.000 người đó nó lôi kéo ra cái khó khăn cho những cái gia đình 90 cái gia đình thưa quý vị. Con đi học khó khăn, bệnh hoạn không không có tiền chạy thang chạy thuốc nhiều thứ lắm rất là khổ cho những người lao động Việt Nam chúng ta. Ngành công nghiệp phải cắt giảm 3% trong số 3 triệu tư lao động đã đang đang làm việc hồi tháng 10. Theo ước tính của Reuters, tức là cái hãng thông tấn lớn nhất của của Anh, cho biết cứ trong ba đôi giày của Nike và Adidas bán ra trên toàn cầu thì có một đôi được sản xuất tại Việt Nam. Quý vị thấy nhiều lắm. Ba đôi giày mà của hai cái hãng lớn là Nike và Adidas, thưa với quý vị, mà bán ra đó, trong ba đôi đó có 1 đôi của Việt Nam, tức là mình chiếm gần ba mươi mấy phần trăm ba phần trăm hàng qua hàng dệt may của thế giới. Tại sao chúng tôi cũng nhắc lại, không phải nghĩa là mà mình minh người Việt với nhau. Tại sao đường kim mũi chỉ của mình tốt, giỏi, thợ giỏi, làm đàng hoàng, không có làm ẩu. Thứ hai nữa là thưa với quý vị, cái tỷ lệ mà tiền công ở Việt Nam nó cũng thấp hơn những cái chỗ khác. Ví dụ rõ rệt thấp hơn ở tại Trung Quốc, thấp hơn ở tại Nhật, thấp hơn ở tại Hàn Quốc. Thành ra, nhưng mà cái này là một cái điều, cái tình hình năm 2023 này, thưa quý vị, đó là một cái đại nạn cho Việt Nam. Nhà nước, đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam, chúng tôi theo dõi chưa thấy có một cái biện pháp nào mà giúp để giải quyết cái khó khăn làm giảm xuất cản mà giảm nhập cản ở tại Việt Nam chúng tôi chưa thấy chúng tôi hy vọng rằng những đại gia những đại cán của cộng sản Việt Nam hưởng rất nhiều trong cái kết quả mà sản xuất của người lao động Việt Nam đã đến lúc phải cố gắng làm mọi cách để mà giữ vững cái nền sản xuất và nhập cảng của đất nước việt nam trong đó đại đa số là do người lao động làm ra xin thành thật cảm ơn quý vị đã giao theo dõi tới giờ phút này xin cảm ơn